chương trình đọc truyện Nguyễn Như Mai, truyện ngắn chị của tôi ơi, phòng nữ chim tinh gia, qua giọng đọc của chính tác giả, kỹ thuật âm thanh Nguyễn Hữu. Ba má tôi có 7 người con, 5 con gái và 2 con trai. Tôi là con út. Các chị lớn tuổi hơn tôi nhiều, ít nhất là 5 tuổi. Anh Tâm, anh kế của tôi, hơn tôi 2 tuổi. Ba tôi đi dạy ở các trường trung học Minh Đức, Nông Lâm Xúc ở Pleiku. Má mở một quán cà phê. Hai chị gái đầu đã lập gia đình, chỉ còn chị Trinh, chị Mai, anh Tâm và tôi. Anh Việt, 25 tuổi, cũng đã đi lính. Từ lúc bé, chị Mai đã khác nhất trong nhà. Chị hoạt bát vui vẻ, thường hát cải lương. Chị có giọng ca rất mùi. Khi đi xem phim về, nhất là phim Ấn Độ, chị tôi thường lôi trong tủ má ra, nào là khăn len, áo cũ, rồi rủ cái lũ con nít hàng xóm, trong đó có tôi và cả anh Tâm nữa, xong len lén lấy trộm son phấn của các chị lớn rồi trang điểm cho chúng tôi. Chị làm đạo diễn, phân vai cho từng đứa và khiêm luôn vai chính. Chị diễn xuất rất đạt, buồn vui theo nhân vật. Lúc thì hóa thân thành công chúa, lúc thì là nàng tiên, và có lúc vào vai nữ hiệp trừ gian diệt bạo. Có khi cao hứng, chị lại múa Ấn Độ, một ngón tay chị im vào mũi, một ngón tay khác chị lại im vào đít, rồi hát líu lo. Kiện na ti ye, kiện na ti ye. Tôi và bọn nhỏ hàng xóm nhìn chị múa, chị hát mà cười lăn ra. Tuy mới hơn 10 tuổi, nhưng chị tôi ra dáng đàn chị lắm. Lũ con nít trong xóm mê chị vô cùng. Chị kéo từng bầy tham gia những trò chơi cho chị bày ra, như nhảy dây, nhảy cò cò, rồng rắn lên mây, u quạ. Tuy không nói ra, nhưng chị giống như thủ lĩnh của bọn tôi. Có món gì ăn, có món gì ngon, bọn tôi đều phải cống nạp cho chị. Thằng Bình gà tổ nổi tiếng là ham ăn, nó có một chùm nhãn lòng, đố mà đứa nào xin nó được một trái. Thế mà chỉ cần chị tôi dòa nghỉ chơi với nó, một lát sau tôi đã thấy cái chùm nhãn đó đã nằm trong tay của chị rồi. Những lúc không chơi diễn tuồng, bọn chúng tôi ngồi quanh bên chị trước hiên nhà, lố nhố cùng trên 10 đứa. Trai có, gái có, há hốc nghe chị kể chuyện. Không biết chị tôi đọc chuyện từ lúc nào, hay từ chị sáng tác, mà những câu chuyện của chị rất là hấp dẫn. Nhưng chị ma quái lắm. Đến đoạn hấp dẫn là chị vừa nhăn mặt. Ôi cha, đói bụng quá à. Thôi, để ngày mai ta kể tiếp nha bay. Cả bọn nhao nhao hiểu ý. Thằng Cát thua chị một tuổi, con nhà giàu nhất xóm, nó nói: tao có bánh đậu xanh, tao lấy cho mày ăn tạm được không? Không đợi chị đồng ý, Cát chạy ù về nhà đem ra những cái bánh đậu xanh được gói trong giấy kín đủ màu, xanh, đỏ, vàng, tím, thật là hấp dẫn. Những chiếc bánh đậu xinh xinh to hơn viên bi được phân phát cho cả đám, mỗi đứa được 2 viên. Riêng chị, phần của chị, thủ lĩnh mà, phải 3 viên bánh đậu. Và hình như cái vị ngọt của bánh làm cho giọng chị ngọt ngào hơn, và câu chuyện lại lâm ly, thú vị và hấp dẫn hơn nữa. Chị chơi đánh đáo giỏi lắm, đám con trai trong xóm phải gồm chị. Những đồng tiền cắt vào trong tay chị, hình như chúng biết nhảy múa.
và theo sự điều khiển của chị. 10 ván, chị gần như thắng cả 10 ván. Nên tiền ăn sáng của các cô cậu đều lọt vào tay của chị. Chị có tiền ăn hàng bõm bẽm cả ngày. Chị cao to, đậm người, da bánh mật. Mái tóc á, thì cứ rối bù lên và được cột bằng một sợi dây thun. Chị chơi đánh đáo giỏi quá, riết rồi không có ai chịu thèm chơi với chị. Thế là chị thất thu. Trong nhà, tôi là con út, dĩ nhiên là được cưng chiều rồi. Nhưng chị Trinh lúc đó đang tuổi dậy thì nó rất xinh đẹp. Chị đẹp nổi tiếng mà lại hiền lành, yếu điệu, nhỏ nhắn, lễ phép, nên má tôi cưng chị nhất. Chị Trinh xin gì má cũng cho. Má tự hào về chị Trinh lắm. Còn chị Mai, chị xấu gái hơn. Tính tình là như con trai, cả ngày gian nắng, bày đủ trò, mà lại cọc cằn, nên má ít thương. Trong ký ức của tôi, hình như không bao giờ tôi thấy chị Mai buồn, không bao giờ tôi thấy chị khóc. Lớn hơn một chút, chị không thèm chơi với lũ nhóc của chúng tôi nữa. Chị đầm thắm hơn, đi học về, phần lớn thời gian chị đắm mình vào những truyện tranh do chị vẽ và sáng tác. Những nàng công chúa của chị có đôi mắt thật to, lông mi dài cong vút, mái tóc óng ả, đầu đội vương miện và cười tươi. Cứ mỗi chuyện chị cho thuê một đồng, bạn bè trong lớp tranh nhau mà thuê. Mỗi hình chị vẽ cứ 4 tấm chị bán 1 đồng. Nên từ tấm bé mà lúc nào chị cũng có rủng rỉnh tiền lẻ và ăn quà vặt cả ngày. Mà thấy chị ham chơi, mới tới tuổi mà đã có đầu óc kinh doanh, ít lo học. Ba cấm không cho chị vẽ nữa. Có lần ba bắt chị chúng với bàn tay mút nếp của chị và dùng cây thước gỗ khẽ vào đó, cũng phải trên 10 roi. Chị lì lắm, không khóc. Nhưng vẽ là đam mê, sáng tác truyện tranh là đam mê của chị. Chị canh lúc ba đi dậy là tranh thủ vẽ. Sợ tôi mét ba, chị mua chuộc cho tôi cơ mang nào là quà, là bánh. Có khi tôi thấy chị nằm lê dưới nền nhà sáng tác, đôi mắt to trong veo của chị như nhìn vào một thế giới huyền ảo lung linh nhảy múa, mà chị phải nắm bắt và đưa nó thể hiện trên những trang giấy học trò của chị bằng cây viết bút. Đến cuối năm học lớp 8, chị lại bị thêm một trận đòn nữa vì cái tội cha làm thầy, con bán sách, mà lại bán ngay nơi cái trường mà ba tôi dạy mới đâu chứ. Chị gần như đội sổ. Ba tôi giận dữ chìa cuốn học bạ cho chị xem. 46 trên 48 học sinh, thật là nhục nhã, ê chề. Bị đòn sưng cả đít, chị không khóc. Còn đứng dậy dõng dạc tuyên bố, con không thèm học cái trường đó nữa đâu. Má tôi nhìn chị lắc đầu. Trời ơi, cái con gái con lứa gì mà cọc cằn lì lộn như con trai. Con học trường đó thì con học ở trường nào? Chị cúi mặt không trả lời. Cả nhà tưởng chị nói như thế cho bỏ tức. Thế mà hè năm đó chị không đi chơi, không vẽ vời, tự ôn tập và tự nộp đơn và thi vào lớp 9 trường công lập nữ sinh Playme. Chị đậu và là một trong 5 người đạt điểm cao nhất trong đợt tuyển sinh năm đó trước sự ngạc nhiên của gia đình. Từ đó chị không vẽ thường xuyên như trước nữa. Thèm được xem những truyện tranh do chị tôi sáng tác.
Tôi nhõng nhẽo hỏi chị: Chị Mai, sao chị không sáng tác nữa? Sáng tác nữa đi, cho em xem. Mắt chị thoáng buồn. Chị trầm ngâm một lát rồi trả lời: Không, chị sẽ không vẽ nữa. Vì ham vẽ, chị không lo học, và điều đó đã làm cho ba má buồn. Rồi chị gom những bức tranh được vẽ trên những tờ giấy học trò ra một góc sân, chị đốt. Tôi nhớ mãi cái dáng ngồi uy nghiêm của chị, gương mặt trầm tư, nhìn từng tờ giấy học trò, giấy bùng lên rồi lụi tàn. Chị đang hóa vàng nỗi đam mê của mình. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Năm lớp 9, chị bắt đầu chỗ mã con gái, bắt đầu có tiếng sầm sì so sánh giữa chị và chị Trinh. Hình như chị cũng không quan tâm lắm, dẫu có điều tả đàm, có làm dáng hơn một chút. Mái tóc rối bù của chị đã dài ra ống ả, nó mong manh và ống mực mồng mềm. Đôi mắt nâu của chị có một chút gì hoang dại, tinh khoái và sâu thẳm hơn. Buổi sáng chị súng xính trong tà áo dài trắng, trông cũng dễ thương lắm. Nhưng thang ơi, đến trưa về thì tôi có cảm tưởng như chị nghịch ngợp phá phách ở một cái xó xỉnh đao nào ra thì đúng hơn. Hai cái ống quần trắng rộng thước tha dính đầy bùn đất, vạt áo dài trước thì lại dính đầy si rô, si mùi tương ớt. Cái mái tóc buổi sáng bồng bềnh là thế, xinh đẹp là thế, thì bây giờ đã bù xù. Các bạn học của chị, nào chị Chí Thanh, Kim Ngọc, Tân Nguyên, Thanh Loan, Tuyết Vân và chị Phương Trung nữa, mỗi lần đến nhà đều tố cáo cái tội ở dơ của chị. Chị cười tươi hồn nhiên và càng tinh quái hơn. Tuy thế, nhưng mà bạn bè rất quý mến chị. Đi học thì thôi, chứ ngày nào cũng thấy các chị tới réo chị: Mai ơi, Mai hỡi, ý ới cả ngày. Chị Trinh càng lớn càng đẹp, hát hay và hiền lành, nên bác càng thương yêu chiều chuộng. Đôi lúc tôi thấy má cũng bất công với chị Mai lắm. Chị Mai thường phải mặc đồ thừa hoặc mượn quần áo của chị Trinh. Chị biết được điều thiên vị đó, nhưng vốn là một cô bé vô tư hoạt bát, chịu ném nỗi buồn qua một bên, chị cuốn vào những niềm vui trẻ con trong sáng của mình. Hàng ngày buổi tối chị phải ra quán cà phê để phụ mẹ rửa chén, hàng ngày phải đi chợ và má sai chị việc vặt cả ngày. Chị Trinh chỉ có đi học, chân diện mộng mơ giống như tiểu thư con nhà đài cát. Nỗi niềm của chị Mai, chị gói gọn có một câu: lớn lên khi chị lập gia đình, có con, chị sẽ yêu thương chúng một cách công bằng. Năm 1975, giải phóng, gia đình tôi về quê ngoại, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi. Mà phải tảo tần bám vào cái chợ quê mua bán lay lắt qua ngày. Ba tôi không được đi dạy vì lúc ấy ông cũng đã gần 60 tuổi, nên buộc lòng phải làm nông. Anh Việt sau khi cải tạo về
cũng tham gia hợp tác xã nông nghiệp và chạy ba gác. Gia đình sa sút, nghèo. Chị buộc lòng phải nghỉ học, phụ má mua bán. Từ đó, chị trầm lặng hẳn, ít nói, ít cười. Ông ngoại cho ba má tôi một căn nhà cũ, nằm giữa chợ quê. Đó là một căn nhà lầu một tầng, có một khoảng sân thượng, xây dựng cách đây gần 40 năm, nên đã cũ kỹ và xuống cấp trầm trọng. Chị Trinh phải tham gia đội văn nghệ của xã để khỏi phải đi làm thủy lợi. Phải lại, chị có giọng hát rất hay và xinh đẹp. Thanh niên của xã tối tối tụ tập tới nhà đàn hát nên cũng vui lắm. Riêng chị Mai tuyệt đối không tham gia. Chị tách ra ngồi một khoảng riêng và suy tư một mình. Chị Trinh áy náy gọi: Mai, Mai ơi, ra đây tham gia cho vui em. Chị Mai trả lời: Không, em không thích. Rủ rê mãi, chị Mai vẫn từ chối. Chị Trinh mặc nhiên để cho chị Mai một mình với khoảng trời riêng. Và từ cái khoảng trời riêng ấy, nơi cái làng quê hẻo lánh ấy, bỗng xuất hiện một chim tinh giác. Có lẽ có những đêm đắm mình trong nỗi buồn, trong nỗi nhớ nhung bạn bè, trong tiếc nuối một thời đi học. Có những đêm nhìn ba má cau mày, với những lo toan vật chất, với những cơm áo gạo tiền, với những tiếng thở dài não nực. Có lẽ những đêm nằm một mình trên sân thượng, ngắm nhìn tinh tú trên trời cao, lắng nghe từng tiếng chuông đồng hồ gõ nhịp, báo từng giờ đã qua. Chị Mai như hấp thụ được những tinh túy của trời đất. Chị bỗng có một khả năng khá thú vị, đó là xem bói. Lúc đầu chị coi bói cho người thân, cho họ hàng, cho dì, cho cậu, cho mợ. Và có là một điều lạ là chị coi rất đúng, nhất là chuyện tương lai, tiếng lành đồn xa. Cũng từ những người thân ấy đã quảng cáo cho chị, dĩ nhiên có phần cường điệu hơn và thêm một ít mắm muối nữa. Dân vùng ấy bắt đầu nhìn chị bằng đôi mắt nể nang, dù chị mới là một cô bé 18 tuổi. Một vài người lạ để đến nhờ chị xem. Trong đó tôi nhớ có bà Lan bán phân bón, nhà ở đầu chợ. Bà năn nỉ quá, má tôi vốn cả nể nên đã nhận lời. Khi bà đến, chị gọi nhỏ tôi lên lầu: Em biết bà tới hỏi cái gì không? Tôi ngơ ngác: Nhưng chị là thầy bói mà. Chị là thầy bói thì chị phải biết chứ. Chị cười tít mắt: Bói, bói con khỉ. Này, xuống lắng nghe bà nói cái gì đi, rồi chạy lên đây. Chạy lên đây nói cho chị nghe chưa? Tôi dạ. Rồi chạy xuống lầu thám thính. Bà Lan đi cùng một bà bạn nữa, ngồi trong phòng khách chờ chị Mai mời lên lầu. Má tôi đoan đã mời hai bà uống nước. Bà Lan ra chiều sốt ruột, nói với người bạn: Chà, không biết của coi có đúng hay không á, mà tôi nói thiệt với chị, tôi hầu hộp quá đi chị quơ. Bà bạn tinh tư trấn an: Yên tâm đi, tôi nghe là cô nói đúng lắm. Mà bà có lo gì đâu, ông đi theo gái á, rồi hết tiền rồi ông quay về mà. Gì đâu mà cứ lo.
Tôi len lén lên lầu báo cáo cho chị nghe những cái đối thoại. Chị cười tươi như hoa, rồi cho mời bà Loan lên. Không biết chị nói gì mà hơn một tiếng sau mới cho bà xuống. Bà Loan có vẻ hài lòng và xích xoa khen chị Mai không tiếc lời. Chú cha thiệt tình nè, ai nói thì tôi không tin. Chứ mà tôi nè, trời ơi sao mà cô đôi đúng quá đi. Tôi phục lăng cái chị Tư quơ. Cô mới nhìn tôi là cô đã phán á. Chồng thiếp á, là bà á theo gái rồi phải không? Trời ơi, tôi đứng tìm luôn chị. Bà Tư lộ về khâm phục. Hằng hái hỏi. Tin chứ, cho tôi coi với, cho tôi coi với. Nhưng chị Mai đã đứng trên cổng toan. Mong hai thím thông cảm nha. Trời ơi, vì tập trung coi cho thím cho nên bây giờ cháu nhức đầu lắm. Chiều hay tối á thì cháu mới có thể xem tiếp được. Bà Tư tiêu nghỉu cùng với bà Lan đi ra. Chị Mai nháy mắt tinh quái nhìn tôi, rồi chìa một tờ giấy bạc 10 đồng. Lúc đó 10 đồng lớn lắm, được cả một bữa chợ tươm tất. Tôi và chị chạy lên lầu, ôm nhau cười nắc nẻ. Chị nói, cho em 1 đồng mua bánh nè, còn lại đưa cho má mua gạo. Rồi ghé ra chợ lấy thông tin của bà Tư cho chị nha, chiều nay bà quay lại đó. Tôi thắc mắc, sao có một câu á mà chị làm gì mà coi cả tiếng đồng hồ vậy chị? Lấy tiền người ta đâu có dễ đâu em. Làm cho người ta tin á là cả một vấn đề. Thì ra khi bà Lan lên để tạo ấn tượng cho bà, chị nhìn thẳng vào bà rồi thở dài. Thím có tâm sự, trái tim thím đang tan nát. Phản bội thím rồi phải không? Rồi chị nắm tay bà như để truyền năng lượng. Chị từ tốn nói, thím là một người vợ tốt, đảm đang, yêu chồng. Nhưng thím có cái tội á là thím đừng có giận nha. Thím hay làm gái làm mụ lắm, có phải không? Như khơi mào xuống nguồn tâm sự, thím Lan ngồi tỉ tê kể hết chuyện gia đình. Chị tôi chỉ yên lặng lắng nghe một lúc rồi đúc kết. Thím yên tâm đi, chú đi á rồi chú sẽ quay về mà. Nhưng thím phải dịu dàng nghe chưa, đừng nghĩ mình làm ra tiền mà quay thường chú nữa. Hết tuần này chắc chắn chú sẽ về. Hết tuần đó chồng bà Lan về thật. Số là khi giận vợ, ông bỏ đi chỉ bọc có 50 đồng. Năm 76 mới giải phóng, ai cũng nghèo, đến ở nhà bà con thì cũng phải mang gạo theo. Huống chi chồng bà Lan vốn nhu nhược, ăn bám vợ từ trẻ. Hết tiền thì phải quay về. Thế thôi. Và cũng thế thôi mà chị tôi nổi tiếng cả vùng. Đó là chưa kể chuyện bà Tư, cái bà mà hôm đi theo với thím Lan đó. Tôi nắm được thông tin, biết con của bà sắp đi vượt biên. Chị nói với bà rằng, không nên đi, cứ ở lại Việt Nam đi. Rồi một thời gian sau không vượt biên, rồi cũng được qua Mỹ. Bà nửa tin nửa ngờ. 3 năm sau, gia đình bà được định cư bên Mỹ theo dạng con lai. Nói chung, sự tài ba của chị tôi do 50% tôi cung cấp thông tin, 30% cho chị tôi đánh đòn tâm lý, 20% là đoán mò và do may mắn. Chị tôi cười cười, coi bói là thế đó. Nhớ đừng có bỏ tiền ra mà xem bói, rước cái loa vào thân nghe chưa.
mỗi lần xem bói cho một người, thì tôi được tặng ít nhất là 10 đồng. Nhưng lúc đó, mê tín dị đoan bị bài trừ triệt để. Và người dân cũng sợ đi cải tạo, nên chị tôi xem rất hạn chế. Người ta phải cầu cạnh, năn nỉ, săn đón lắm, chị mới đồng ý. Nếu không, cả ngày chị phải tiếp đến vài chục người. Không khéo, chị tôi thành một đại gia lúc 18 tuổi. Công việc đang trôi chảy, tiền nong đang rủng rỉnh. Đùng một cái, chị đòi lên lại Pleiku để kiếm việc làm. Chị bảo, không lẽ chị biến thành một bà thầy bói sao? Điều đó không thể chấp nhận. Nơi này tương lai mù mịt lắm. Chị bỏ đi, để lại bao nỗi tiếc. Chị hứa Tết chị sẽ về. Chị sẽ không coi chị tay nữa, mà sẽ xem bói bài. Hãy đợi đấy nhé. Ôi, bà chị lắm chiêu của tôi. Chị làm kế toán cho một trường học sinh dân tộc Satit cách Pleiku 100 cây số. Mỗi năm chị về phép một lần vào dịp Tết. Những ngày nghỉ phép đó, nhà tôi đông khách, đông, đông lắm. Tiếng đồn như một vết dầu lon từ Quy Nhơn đập đá Phù Cát, Bình Định, Tuy Phước, người ta tìm đến. Cũng may thời gian về phép của chị rất ngắn, cho nên đến tay chính quyền thì chị đã đi rồi. Vả lại trong dịp Tết họ cũng lơ là. Chị thu hoạch nhiều lắm. Một quẻ chị tăng lên tới 20 đồng bằng một ngày công lao động. Nhưng chị vốn rộng rãi, chị đưa phần lớn số tiền thu được cho má, để má lo mua sắm. Má tôi vui lắm. Còn ba tôi nhìn chị lắc đầu thở dài. Dĩ nhiên với một lượng khách xa lạ, tôi không thể nào làm dò thám cho chị được. Cho nên chị tự xử. Tôi bắt đầu thắc mắc về tài xem bói của chị, bắt đầu tin vào những lời thiên hạ sầm xì. Người ta nói cô Mai á, chắc là cô có nghe nói. Hỡi, cô Mai á là được mẹ sinh mẹ độ, cô Mai á được bề trên dựa mới nói đúng như vậy. Nói chung, xung quanh chị như phủ một tấm màn huyền bí, chứ không phải là một trò trẻ con lừa phỉnh lòng tin của người khác mà tôi đã từng đồng lọa. Chị thân thắt trải những con bài lên chiếu, nhìn chúng một cách tập trung, rồi chỉ vào một con đầm cơ. Chị nói, người đàn bà này trên 50 tuổi, có một mối quan hệ với em, sắp cho em một khoản tiền lớn, bằng cả một gia tài. Cô gái đối diện khẽ giật mình, nhìn chị thành khẩn. Đúng rồi đó chị, má chồng em đó. Bà hứa cho tiền vợ chồng em mua nhà. Thế rồi bà có cho không chị? Chị tôi cười nhẹ nhàng gật đầu. Cho chứ, nhưng em phải hiếu thảo để đền đáp lại những gì em được hưởng ấy chưa. Em còn được hưởng nhiều hơn nữa, phước đức hơn nữa, và tài lộc của bà ấy đó. Sau khi cô gái về, tôi xà lại ngồi bên chị thán phục. Sao chị biết được về chị Mai? Bộ chị lên đất tôi chị nghiên cứu bài tay dữ lắm hả? Chị xếp 20 đồng của cô gái đưa bỏ vào túi. Nụ cười tinh quái ngôn thủ của chị lại nở trên môi. Mày thiệt đúng là ngu lâu khó đầu tạo em ạ.
chị đánh đòn tâm lý đó thôi. Bộ bài chẳng qua là một công cụ để chị múa may chứ có nghiên cứu cái khỉ gì. Này nhé, cơ là biểu hiện cho tình cảm, rô là biểu hiện cho công danh sự nghiệp, chuông là biểu hiện cho tiền tài, bích là đau khổ. Còn thấy hả? Thấy cái anh ri bích này, cái mặt nhăn quéo hả? Cứ theo những con bài khi mà trải ra chúng nằm cạnh nhau tha hồ mà sáng tác. Em có biết thuật thôi miên không? Người ta dùng ý chí để khuất phục đối phương và điều khiển họ theo ý chí của mình. Coi bói nó cũng na ná như thế đó, nhưng mà nhẹ nhàng hơn, nghệ thuật hơn, kiên nhẫn hơn. Phải biết gợi chuyện, biết lắng nghe, biết phân tích, rồi suy đoán một cách có logic. Em nên nhớ, không ai bỏ tiền ra để làm chuyện không đâu. Nhất là đa số họ là tầng lớp bình dân, họ cũng chẳng giàu có gì lắm. Vì thế cho nên chị chia ra từng nhóm. Nhóm 1 á, thì những người giàu nhưng mà gia đình nó lại xào xáo, chồng, trai gái. Nhóm 2 á, thì những người có một cuộc sống khác hơn, sung sướng hơn, ôm mộng vượt biên. Nhóm 3 là thanh nữ, mơ mộng có một tình yêu đẹp, mơ mộng có một tấm chồng. Nhóm 4 á, là những xung đột trong quan hệ anh em, hàng xóm, đồng nghiệp, những tranh chấp, rồi gia đạo bất an. Họ đến cầu an lành cho gia đình, hoặc một số người tâm bệnh. Còn lại thì đa số họ muốn xem mồ mả ông bà có bị động không. Cuối cùng là những người cầu cho công việc danh lợi. Nói chung ai ai đến xem bói cũng đều cầu mong cho những điều tốt đẹp, tránh xa đi những xui rủi. Vì tò mò là bản chất của con người, ai cũng muốn biết hậu vận của mình. Nếu biết lắng nghe, có đầu óc phân tích một chút, rồi cái người đi xem á, họ ngồi họ tỉ tê tâm sự với mình, họ kể hết lúc nào họ cũng không biết. Mánh khóe là ở chỗ đó. Mánh khóe đó em ạ. Biết không? Qua cái đó thì mình sẽ khuyên họ sống tốt hơn, cũng là một cách giáo dục hữu hiệu. Nhưng đa số chị coi tương lai rất là đúng. Chị nổi tiếng một phần nhờ là chị coi tương lai. Như năm ngoái đó, chị xem cho chị 4 cao, tháng 3 con chị bị xe tông, thì tháng 3 nó bị xe tông. Chị cười cười, cầu may đó thôi em ơi, ăn quả rùa đó. Tôi ngoan cố, không, chẳng hạn như vụ chị xấu, anh Tâm, bà Tư, chị coi đều đúng cả nha. Họ xem chị như là một thánh sống đó. Như vậy, chị có công năng gì đó, chị giấu em phải không? Chị cười nức nẻ, ký vào đầu tôi. Trời ơi, em ơi, chị có thể lừa thiên hạ, chứ làm sao chị lừa em, chị lừa ba má được. Nếu chị giỏi, sao chị không xem cho ba má giàu có đi? Nếu chị giỏi, sao chị không kiếm cho chị có một người tài ba, một tấm chồng xuất chúng? Chẳng hạn như làm tổng thống tương lai. Ôi em ơi, rồi chẳng hạn như là chị coi để biết chừng nào mình chết, để cho bớt sân si. Nhưng mà có một điều, chị sẽ bói rất là đúng và chắc chắn sẽ xảy ra trong 15 phút nữa. Tôi hồi hộp hỏi, điều gì vậy chị? Thì 15 phút nữa chị em mình sẽ đi bún bò, đi ăn bún bò, thấy chưa? Chị bao. Tôi òa lên cười, đấm vào lưng chị thùng thục. Mỗi năm chị về một lần. Những tăng chủ trung thành của chị tăng lên theo cấp số nhân. Họ chờ đợi chị.
ai được chị xem thì hả hê tự hào. Những người chưa được chị xem vì số lượng người quá đông mà thời gian chị về lại quá ít, họ tiếc rẽ chờ đợi. Chị như một cơn lốc nhỏ đến rồi đi, và nơi đây mọi người phải chờ đợi chị, chờ đợi một nữ chim tinh gia, hậu duệ của chim tinh gia Quỳnh Liên, nổi tiếng một thời của Việt Nam. Họ trầm trồ bàn tán những điều chị nói về quá khứ và phán về tương lai. Với tôi, mãi cho đến mấy mươi năm trôi qua, nghĩ về tài quái bói của chị, nó vẫn là một dấu hỏi to tướng, không lý giải được. Và tôi biết ngay cả bản thân của chị cũng không lý giải được. Chị giấu kín khả năng của mình, an phận làm một công chức nhà nước. Chị đến khi về thăm nhà, chị mới sử dụng nó một cách tài tình, xuất sắc. Chị hay nói đùa là xem bói để cứu nhân độ thế, vì chị xem cho họ toàn là những điều tốt đẹp, chị cho họ hy vọng. Những tai nạn xui rủi, chị nói rõ tháng, rõ ngày để họ tránh. Nếu có gặp thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Chị không lạm dụng lòng tin của họ, có chăng chị lấy ở nơi họ một ngày công lao động để cả nhà chúng tôi được sống thoải mái, sung sướng, trọn vẹn những ngày xuân ngắn ngủi bên chị. Đầu năm 1980, chị lấy chồng. Anh rể tôi đẹp trai, hiền lành. Đúng là trời sinh một cặp. Chị tôi lanh lợi, sôi nổi hoạt bát, trực tính và nóng nảy, đôi lúc hơi độc đoán. Anh lại hiền lành, đầm tính, yêu vợ và có phần nể vợ. Cả hai bù đắp và bổ sung cho nhau, họ thật đẹp đôi. Anh thật bất ngờ khi biết chị có tài xem bói và một lượng thân chủ lên tới hàng trăm. Mỗi lần chị về, họ ngồi vây quanh nhà tôi, chật trong chật ngoài. Nếu ham tiền, ham giàu, em chỉ cần ở lại đây thì đây đã là một cái mỏ vàng để em khai thác rồi. Không tội gì phải lên tới Đắc Tô, lương một tháng 40 đồng. May quá, vợ anh sống có lý tưởng hơn, và nhờ em lên Đắc Tô, anh mới gặp em. Một ngày chị dư sức kiếm ra tương đương một tháng tiền lương bằng cái nghề nói dóc của mình. Nhưng chị tôi khác lắm, chị không thích cái nghề coi bói này. Dù nó rất hấp dẫn, dễ hái ra tiền và nhàn hạ, chị chấp nhận một cuộc sống gian khổ hơn, thanh đạm hơn, ở một nơi xa xôi. Nhưng nơi đó mới là cuộc đời của chị, vì chị còn nhiều mơ ước, nhiều hoài bão. Chị muốn mọi người nể trọng mình, chứ không phải phải nơm nớp sợ công an và bị coi thường. Vì với chị, coi bói cũng là một nghề của những người buôn thần bán thần.